Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây. Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ trí thức và báo giới đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Đắk Lắk đẩy mạnh thu ngân sách từ đầu năm. Đắk Lắk triển khai hiệu quả công tác dân tộc. Tự hào trở thành người lính Cụ Hồ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 20 tháng 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chính Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, báo giới trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động, những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới tỉnh Đắk Lắk trong năm qua, đề xuất kiến nghị một số nội dung trong hoạt động khoa học công nghệ, báo chí, văn hóa văn nghệ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và báo chí. Đồng chí khẳng định trong năm 2023, kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì và phát triển. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk ngày càng nâng cao. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, báo chí. Đồng chí Nguyễn Đình Chung nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, năm bứt phá, tăng tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Do đó, đồng chí mong muốn các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo trên địa bàn tỉnh, dựa trên sở trường, năng lực, nhiệm vụ công tác, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tặng hoa vinh danh 10 trí thức, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong năm 2023. Năm 2024, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là hơn 8.500 tỷ đồng. Để đạt số thu này, các cấp ngành địa phương đã triển khai những giải pháp đồng bộ quyết liệt từ đầu năm. Tháng 1 năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt gần 378 tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán trung ương và 4,45% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2024. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí 307,9 tỷ đồng, còn lại là thu từ biện pháp tài chính. Lãnh đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay từ đầu năm 2024, toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nợ. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 được giao. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư. Tháng 1 năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 210.000 tấn, tăng 48% về lượng, với kim ngạch đạt hơn 621 triệu đô la Mỹ, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, trong đó Đắk Lắk chiếm 2/3 sản lượng và giá trị cà phê xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ yếu là cà phê nhân và cà phê hòa tan đến gần 70 quốc gia. Giá xuất khẩu cà phê nhân bình quân của các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong tháng 1 năm 2024 đạt trên 4.037 đô la Mỹ một tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.
Việc xuất khẩu cà phê tăng cả lượng và giá trị trong những ngày đầu năm mới đã kéo giá cà phê nội địa lên mức cao. Hiện giá cà phê nhân xô tại thị trường Đắk Lắk dao động trên 80.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia kinh tế, nhu cầu cà phê thế giới đang cao và nguồn cung hạn chế, nên xu hướng giá vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng và có thể đạt khoảng 4,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ. Để gia tăng kim ngạch và sản lượng xuất khẩu cà phê năm 2024, Đắk Lắk tiếp tục cập nhật thông tin thường xuyên từ hệ thống thương vụ Việt Nam tại các nước để nắm bắt những thay đổi trong quy trình kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Tích cực chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống và phát triển thêm các thị trường mới. Khuyến nghị các doanh nghiệp phát triển vùng trồng nguyên liệu, nâng cao chất lượng cà phê để thâm nhập vào chuỗi cung ứng thế giới, xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hôm qua 19 tháng 2 nhằm ngày 10 tháng Giêng tại thôn 4 xã Chi Vi huyện Chư Quynh tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc lễ hội Việt Bắc lần thứ 8 năm 2024. Lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh về tham dự với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như thi cắm trại truyền thống, trang phục truyền thống, tung còn giao duyên, chương trình biểu diễn nhạc cụ các dân tộc, giao lưu văn hóa nghệ thuật, thi ẩm thực cùng các hoạt động thể thao sôi nổi. Lễ hội năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca sĩ A Báo đến từ Cao Nguyên, Đồng Văn, Hà Giang. Hôm nay tham gia lễ hội Việt Bắc Chư Vi thì tôi cảm thấy rất là vui và đầm ấm. Đây cũng là một cái lễ hội để các đồng bào các dân tộc được quảng bá về những cái phong tục tập quán của mình và những cái món ăn ẩm thực cũng như là những cái trò chơi dân gian truyền thống. Phát huy được những cái giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của bà con đồng bào trên địa bàn xã, cũng như gắn kết cái sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn cấp ủy đảng chính quyên cũng như toàn thể bà con nhân dân. Dù là rất là vất vả nhưng mà chúng em cũng hết sức cố gắng. Và không những là quái heo cũng giống như các món ăn ẩm thực của dân gian Việt Bắc. Bọn em còn cố gắng tập luyện các môn thi giống như thể thao rồi văn nghệ rồi và các môn khác. Nhất là đặc trưng của cái lễ hội là về cái quái heo và cơm lam. Lễ hội chờ em đi ở huyện Cư Quynh này vui lắm. Đông nhiều đông khách lắm. Tất cả các người ở phương xa vẫn về đây chơi hội. Thật là vui. Xã Chư Ê Vi hiện có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó gần một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh phía Bắc. Đến nay, cuộc sống của người dân ngày càng ổn định và phát triển. Người dân nơi đây chú trọng lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Lễ hội Việt Bắc diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 31,2%. Toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực 3. Với nhiều giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Buôn K62, xã Băng Ờ Rinh, huyện Krông Anna hiện có 120 hộ với gần 500 nhân khẩu. Trước đây, đời sống của bà con trong buôn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm qua, buôn đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cùng với các chính sách hỗ trợ về vay vốn, đất ở, nhà ở đã giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn buôn chỉ còn 4 hộ nghèo. Với sự quan tâm của nhà nước, như là trong buôn như là được nhà trường học, được điện, trường trạm, này là đường xá, được đi lại dễ dàng, là nhà nước cho vay vốn. Thì nói chung thì đời sống của bà con mấy năm gần đây thì áp dụng theo khoa học kỹ thuật từ cấp trên mà tập huấn xong rồi là trồng mấy cây rồi xen canh với nhau là từ cây ăn trái rồi vật nuôi thì đời sống bà con rất là hiện tại bây giờ là ổn định.
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư 98 công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đất sản xuất cho 345 hộ, nhà ở cho 818 hộ, thực hiện chuyển đổi nghề cho 216 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt, phân tán cho 260 hộ. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại một buôn đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ cây, con giống, đa dạng hóa các hình thức khuyến nông, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bản thân cũng phải tích cực tiếp tục để lấy cái gương này như vậy là để tiếp tục tuyên truyền, vận động một số bà con ở trong buôn để thực hiện phát triển kinh tế xã hội để gia đình ấm no hạnh phúc. Thứ hai nữa là phải nói là vận động một số gia đình thì ở buôn thì vẫn có những tình hình an ninh trật tự là điểm nhóm, thì để bà con nghe theo đảng theo nhà nước. Thứ nhất là về cái dự án về hỗ trợ sản xuất thì huyện đã tập trung hỗ trợ cái việc đất sản xuất cho bà con nhân dân. Thì vừa qua có một số các cái công trình đã phục vụ cho cái việc là bố trí đất sản xuất cho đồng bào, đó là cánh đồng lúa 132. Thế rồi hiện nay thì đang đầu tư xây dựng cái cánh đồng Eterit với diện tích khoảng 20 hecta, và tới đây thì sẽ xây dựng cái cánh đồng lúa đồng bào tại cái khu vực 52 hecta khu vực hồ Eterit để bố trí đất sản xuất cho đồng bào. Có thể khẳng định các chương trình đề án chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp phần tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,5% so với năm 2022, từ 23,08% xuống còn 19,58%. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân, trên quê hương Đắk Lắk đang rộn ràng các hoạt động, công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, để những thanh niên ưu tú có thêm niềm tin, động lực khoác lên mình màu xanh áo lính, tiếp bước truyền thống cha anh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, ai nấy cũng mang trong mình những tâm tư, tình cảm, xen lẫn chút bồi hồi nhưng cũng đầy khí phách của những chàng trai Tây Nguyên trung dũng, kiên cường. Mùa xuân này là mùa xuân đặc biệt với anh Đinh Quốc Lâm ở thôn 3 xã Chi Ni, huyện Ek. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, anh đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ với ước mong trở thành người lính của Hồ. Lâm là lao động chính trong gia đình, đang sống cùng với cha mẹ già. Ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ, anh không quên thắp lên bàn thờ tổ tiên, nén tâm nhang và tự dặn lòng mình không ngừng ra sức học tập, rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Đó là nghĩa vụ của mỗi công dân thôi, nên là khi vô đó thì em mong là sẽ bản thân thì mình sẽ rèn luyện tốt hơn và vững chắc hơn khi vô môi trường quân đội và đóng góp một phần cho mình cho công cuộc bảo vệ đất nước và Tổ quốc. Mang khát khao được cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là tâm tư suy nghĩ của anh Isap Nie ở Bun Esa, xã Chư Ni, huyện Ek. Tiếp nối truyền thống của người cha từng là bộ đội, anh Isap Nie đã viết đơn tình nguyện được vào quân ngũ. Bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào vì được trúng tuyển nghĩa vụ ngày hôm nay. Và bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện và trong quân đội để tiếp bước truyền thống người cha là bộ đội, là nền tảng, là niềm tin cho tôi để phát triển sau này. Ban quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các Hội đồng nghiệp vụ các xã thị trấn đã tiến hành xây dựng kế hoạch để phân công cụ thể vai trò trách nhiệm đến thăm, tặng quà và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Về đối với về công tác tiếp theo sau khi qua Tết thì đối với ban quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghiệp vụ sự huyện xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức giao nhận quân với tinh thần đã trang trọng.
Năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 2.500 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, lựa chọn môi trường quân đội để rèn luyện, tu dưỡng. Có được điều này là nhờ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi trúng nghĩa vụ quân sự thì em cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Sau đó thì em nghĩ là trúng nghĩa vụ cũng vui, mình đi nghĩa vụ để mình bảo vệ Tổ quốc. Lớp cha trước, lớp con sau, những người trẻ hôm nay chuẩn bị lên đường tổng quân giữa mùa xuân của đất trời, giữa mùa xuân của cuộc đời. Những tháng ngày quân ngũ sẽ là quãng thời gian để thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí. Đó cũng chính là sự kỳ vọng của cả dân tộc về một thế hệ trẻ trong thời đại mới, sẵn sàng xả thân, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.